Phẩm thứ 8. Các vua Diêm La và quyến thuộc khen ngợi. Chợt nghe tới mấy tiếng vua Diêm La, hẳn là mọi người ai nấy đều có cảm giác sợ sợ. Diêm La là phiên âm từ chữ Yama của tiếng Ấn Độ. Vua Diêm La là vị vua cai quản loài quỷ. Chúng ta thường nghe nói tới thập điện Diêm La, tức là 10 vị vua cai quản 10 điện ở địa ngục. Tuy nhiên, theo văn nghĩa của bản kinh này, thì đây không phải chỉ đề cập đến thập điện Diêm La của Nam Thiềm Bộ Châu như trong những truyền thuyết của Trung Quốc hay Ấn Độ, mà là bao gồm hết thảy vua Diêm La trên toàn vũ trụ. Vì mỗi thế giới đều có vua Diêm La, do đó có đến vô lượng vô biên vị vua Diêm La. Có những vị vua Diêm La đến từ các thế giới khác như mặt trăng hay các vị tinh tú, và cũng có những vị đến từ các núi thiết di của những nơi khác. Nói tóm lại, ở đâu có con người thì ở đó có vua Diêm La, nơi nào không có con người thì nơi ấy không có vua Diêm La. Vì sao? Bởi vì nếu không có loài người thì sẽ không có loài quỷ, mà không có quỷ thì cũng không có Phật, tức là thế giới không có Phật, vô Phật thế giới. Mà vì là thế giới không có Phật, cho nên cũng không có vua Diêm La. Do đó, chủ yếu là ở con người. Nếu không có con người thì sẽ không có tất cả. Trên thế giới này, con người chi phối mọi thứ, tạo dựng ra mọi thứ, có nhu cầu về mọi thứ và sử dụng mọi thứ, tất cả đều do con người mà ra. Nếu không có con người thì thế giới này sẽ không có Phật, không có Bồ Tát, chẳng có ngạ quỷ, chẳng có địa ngục và cũng chẳng có súc sanh, hoàn toàn không có gì cả. Cho nên tất cả đều do con người mà ra, vì có người mà có. Thế thì con người là do cái gì tạo thành? Con người là do tâm tạo thành. Tâm không chỉ tạo ra con người mà còn có thể tạo ra mọi thứ: thiên đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì thế nên nói rằng 10 pháp giới đều do tâm tạo thành. Nhưng tâm tạo ra 10 pháp giới thì tâm cũng có thể hủy diệt 10 pháp giới. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói rằng: nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Nghĩa là nếu ai muốn rõ biết tất cả Phật ba đời nên quán tánh pháp giới, hết thảy do tâm tạo. Tất cả đều do cái tâm này tạo thành. Trong tâm của chúng ta có rất nhiều tạp niệm. Những tạp niệm này thì nhiều như sóng nước và được hiển hiện ra thành núi, sông, đất đai trên thế giới. Mọi thứ đều do tâm vọng tưởng của con người tạo ra. Cái tâm vọng tưởng ấy vốn nhiều như bụi bặm, và chính vì trong tâm tâm chúng ta có vọng tưởng cho nên bên ngoài mới có nhiều bụi bặm. Nếu vọng tưởng bên trong không còn thì bụi bặm bên ngoài cũng chẳng hiện hữu, và ngay cả lân hư trần cũng chẳng tồn tại. Phàm hễ nơi nào có con người thì nơi đó cũng sẽ có quỷ, có Phật, và do đó có sự hiện diện của các vua Diêm La. Theo bản Hán văn, phẩm này có tựa đề là Diêm La Dương Chúng Tán Thán. Trong đó chữ chúng là ám chỉ quyến thuộc của các vua Diêm La. Lúc bấy giờ trong pháp hội không phải chỉ có các vua Diêm La, mà luôn cả bà con thân thuộc của các ngài cũng đều hiện diện, và hết thảy đều đồng lòng khen ngợi. Các vua Diêm La cùng quyến thuộc của họ khen ngợi việc gì? Họ khen ngợi đại quái thần lực, trí huệ bất khả tư nghị, cảnh giới bất khả tư nghị của Địa Tạng Bồ Tát. Và đây là phẩm thứ 8 của bản kinh này. Kinh văn: lúc đó trong dãy núi thiết di có vô lượng quỷ dương cùng với Diêm La thiên tử đồng lên cung trời đao lợi đến chỗ Đức Phật, đó là ác độc quỷ dương, đa ác quỷ dương, đại tranh quỷ dương, bạch hổ quỷ dương, quyết hổ quỷ dương, xích hổ quỷ dương, tán ương quỷ dương, phi thân quỷ dương, điện quang quỷ dương, lan nha quỷ dương, thiên nhãn quỷ dương, đạm thú quỷ dương, phụ thạch quỷ dương, chủ hao quỷ dương, chủ hòa quỷ dương, chủ thực quỷ dương, chủ tài quỷ dương, chủ xúc quỷ dương, chủ cầm quỷ dương, chủ thú quỷ dương, chủ mị quỷ dương, chủ sản quỷ dương, chủ màng quỷ dương, chủ tật quỷ dương, chủ hiểm quỷ dương, tâm mục quỷ dương, tứ mục quỷ dương, ngũ mục quỷ dương, kỳ lợi thất dương, đại kỳ lợi thất dương, kỳ lợi xoa dương, đại kỳ lợi xoa dương, anatra dương, đại anatra dương. Với những vị đại quỷ dương như thế
mỗi vị cùng với 100.000 tiểu quý dương đều cư ngụ ở cõi Diêm Phù Đề, ai nấy đều có chức trách, đều có phần chủ trì riêng. Lược giảng. Lúc đó trong dãy núi Thiết Di có vô lượng quỷ dương cùng với Diêm La Thiên Tử. Trong thế giới Hải Hoa Tạng, nơi nhân loại chúng ta đang sống là tầng thứ 13 của thế giới Liên Hoa Tràng. Bên ngoài thế giới Liên Hoa Tràng có 7 lớp núi vàng bao bọc. Bên ngoài 7 lớp núi vàng lại có 7 lớp biển Hưng Thủy. Và bên ngoài bãi biển Hưng Thủy là núi Thiết Di. Núi Thiết Di này là một hòn núi do chất sắt tạo thành. Trong núi có vô lượng quỷ dương và Diêm La Dương. Các vị vua Diêm La cũng tự xưng mình là Thiên Tử, tức là vua, giống như Chúa Giê-xu cũng tự xưng là Thiên Tử, tức là Thiên Chúa. Và luôn cả các vị hoàng đế ở nhân gian cũng xưng mình là Thiên Tử, tức là đều là vua cả. Thế thì vị nào là lớn và vị nào là nhỏ? Chẳng có vị nào lớn, cũng chẳng có vị nào nhỏ cả. Vậy ai gọi họ là Thiên Tử? Vua Diêm La được Đức Phật thừa nhận là Thiên Tử Diêm La, và hoàng đế cũng được Phật thừa nhận có thể được gọi là Thiên Tử. Duy chỉ có Chúa Giê-xu là tự đặt quốc hiệu, tự phong cho mình làm Thiên Tử mà thôi. Tôi cũng có thể tự xưng mình là Thiên Tử mà chẳng ai phản đối, nhưng tôi lại chẳng thích làm Thiên Tử chút nào cả, bởi đó là chuyện không đáng. Thế thì tại sao vua Diêm La lại thích cái danh xưng không đáng này? Bởi vì vua Diêm La là người có trách nhiệm quản lý công việc đó. Theo quan điểm của Phật giáo, người xuất gia sau khi thọ giới tỳ kheo là trở thành một vị sư phụ của nhân thiên, là bậc thầy của cõi trời và cõi người. Như thế, bậc tỳ kheo chẳng những có thể làm Thiên Tử mà còn có thể làm sư ông của Thiên Tử nữa. Cho nên tôi mới nói cái danh xưng Thiên Tử không đáng là vậy. Đồng Lên Cung Trời Đao Lợi đến chỗ Đức Phật. Nhân dịp Đức Phật đến Đao Lợi Thiên Cung thuyết pháp cho Phật mẫu, các Diêm La Dương cùng các quỷ dương cũng tới đó để nghe Phật giảng kinh thuyết pháp. Đó là ác độc quỷ dương, chúa lầu quỷ ác độc. Trong số các quỷ dương cùng đến cung trời Đao Lợi có một vị tên là ác độc quỷ dương, và đây là vị quỷ dương xấu xa nhất. Làm sao biết được vị quỷ dương này là xấu xa nhất? Vì ông ta rất ác độc. Ác độc tức là xấu xa đến cực điểm, vừa ác lại vừa độc. Ác độc quỷ dương hãy trông thấy bất cứ chúng sanh nào là chỉ muốn há miệng ra nuốt chửng những chúng sanh đó vào bụng ngay. Quý vị thấy quỷ dương này có lợi hại hay không? Lòng dạ thì ác, miệng lại độc nữa. Vậy sự ác độc ấy biểu thị cái gì? Sự ác độc của ác độc quỷ dương không phải để đối phó với người hiền lành lương thiện, mà là để đối phó với kẻ xấu xa độc ác. Người ác thì lòng dạ hung dữ, miệng lưỡi hiểm độc. Do đó, để đối phó với họ thì chúng ta chỉ có cách lấy độc trị độc, tức là dùng cái ác để chế ngự cái ác mà thôi. Quý vị tàn ác thì vị quý dương này sẽ tàn ác hơn quý vị. Quý vị hiểm độc thì ông ta càng hiểm độc hơn cả quý vị nữa. Tuy nhiên, quý vị chớ vội lầm tưởng rằng ác độc quỷ dương là một kẻ ác độc mà sinh lòng khiếp sợ. Quý vị đừng sợ vị chúa quỷ này. Chỉ cần quý vị thành tâm niệm Phật thì ông ấy sẽ cung kính lễ bái quý vị. Còn nếu quý vị không niệm Phật thì tâm sân hận của ông ta sẽ bộc phát. Quý vị niệm Phật thì ông ta sẽ không hung ác. Quý vị tụng kinh thì ông ta lập tức hướng thiện. Do đó chúng ta không nên sợ vị quỷ dương này. Quý vị chỉ cần tinh tấn niệm Phật, chí thành tụng kinh, phát tâm bồ đề thì quỷ dương dù ác đến đâu cũng không còn ác nữa, và dù độc đến cách mấy cũng chẳng thể độc nữa, mà sẽ trở thành một vị hộ pháp đắc lực. Vì sao? Bởi ác độc quỷ dương vốn là ngoại hiện ác độc quỷ dương tướng, nội tồn Bồ Tát Từ Bi Tâm. Nghĩa là ngoại hiện tướng quỷ dương ác độc trong vốn lòng Bồ Tát Từ Bi. Trong thâm tâm, ác độc quỷ dương muốn dùng phương pháp ác độc để độ chúng sanh. Nếu không thì làm sao quỷ dương lại có thể đi chung với Diêm La Thiên Tử được? Diêm La Thiên Tử cũng làm cùng một công việc như ác độc quỷ dương vậy. Tuy mang danh là ác độc quỷ dương, nhưng thực chất thì vị quỷ dương này không ác độc chút nào. Ác độc quỷ dương rất kính trọng những người tin theo Phật, vì vậy quý vị đừng khiếp sợ. Đặc biệt là nếu khi gặp ông ấy, quý Phật tử kể tên tôi ra và nói rằng tôi là sư phụ của quý vị, thì ác độc quỷ dương nhất định sẽ nể mặt quý vị. Tại sao? Vì tôi và ông ấy đã ký giao kèo thỏa thuận với nhau. Tôi căn dặn ông ấy rằng bất cứ đệ tử nào của tôi đến chỗ ông, chỉ cần họ nhắc đến tên tôi
thì xin ông hãy trút tất cả tội lỗi của họ sang cho tôi. Do đó, chỉ cần quý vị nhắc tới tên tôi, thì tôi bảo đảm rằng ông ta sẽ không tỏ ra ác độc với quý vị đâu. Đà ác quỷ dương, chúa loài quỷ nhiều hung ác. Ác độc quỷ dương tuy là ác độc, nhưng cái ác của ông ta còn chưa nhiều, cái độc của ông ta cũng chưa sâu lắm. Bởi đa ác quỷ dương mới đúng là tác ác đa đoan, luôn luôn bận rộn làm nhiều việc tàn ác. Đây là vị quỷ dương chuyên môn đối phó với những chúng sanh quen thói ác, làm nhiều điều ác. Tôi tin rằng mọi người hiện diện ở đây đều đã bỏ ác làm lành hết rồi, nên không đến nỗi hung dữ độc ác lắm nữa. Đa ác quỷ dương chuyên trừng trị hai người nào? Đó là những kẻ phạm các tội ác tày trời như giết cha, giết mẹ, giết bậc A-la-hán, phá sự hòa hợp của tăng đoàn hoặc làm thân Phật chảy máu. Đại tranh quỷ dương, loài chú quỷ ưa tranh cãi. Đây là vì quỷ dương luôn luôn thích biện luận, chuyện không có lý, ông ta vẫn có thể biện giải, lập luận nghe rất hữu lý. Đại tranh quỷ dương chuyên đối phó với những kẻ ưa biện luận, thích tranh cãi, hoặc những kẻ tuy làm chuyện không hợp đạo lý mà cứ nằng nặc nói là có đạo lý, rõ ràng là phá giới, nhưng lại khăng khăng nói là mình không phạm giới, tự nói dối để lừa gạt chính mình. Cho nên quý vị cần phải cẩn thận, hãy nhớ là đừng đi tìm gặp đại tranh quỷ dương. Bởi hễ gặp vị quỷ dương này thì có lý cũng thành vô lý, vì về mặt tranh luận thì ông ấy là hơn ai hết. Bạch hổ quỷ dương, chúa lầu quỷ cọp trắng. Vị quỷ dương này tuy thân hình mình là quỷ nhưng lại có đầu là đầu cọp trắng. Quyết hổ quỷ dương, chúa lầu quỷ cọp quyết. Vì quỷ dương này có đầu cọp máu me đầm đìa. Xích hổ quỷ dương, chúa là quỷ cọp đỏ. Toàn thân của vị quỷ dương này đều màu đỏ và đầu là đầu cọp. Thế tại sao bạch hổ quỷ dương, quyết hổ quỷ dương và xích hổ quỷ dương này đều lại mang đầu cọp? Vì họ muốn dùng vẻ hung ác dữ dằn đó để khiến cho những người phạm tội ngũ nghịch thập ác nhát trông thấy đều phải khiếp vía run sợ. Tán ương quỷ dương, loài chú quỷ gieo rắc tai ương. Ương là tai họa rủi ro, những việc không may mắn. Vì quỷ dương này mang những sự không tốt lành, không kiết tường giáng xuống thân người tội. Những tai bay và gió cướp bóc quả hoàng xảy ra đều là có nhân quả cả, cho nên bất luận sự việc gì cũng đều có nhân quả của nó, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Phi thân quỷ dương, chúa loài quỷ biết bay. Đây là vị quỷ dương có khả năng phi thân, có thể bay đến bất cứ nơi nào mình muốn mà không phải mua vé máy bay, cũng chẳng cần dùng tới quả tiễn. Vì quỷ dương này phi thân còn nhanh hơn cả quả tiễn, cho nên ai muốn học phép phi thân thì hãy tìm tới phi thân quỷ dương để thọ giáo, bởi ông ta rất có bản lãnh về mặt này. Điện quang quỷ dương, chúa là quỷ điện chớp. Vì quỷ dương này có mắt sáng loang loáng như ánh điện chớp. Lăng nha quỷ dương, chúa là quỷ răng sói. Vì quỷ dương này có răng mọc chìa ra ngoài miệng, rất đáng sợ và lợi hại như răng chó sói vậy. Thiên nhãn quỷ dương, chúa là quỷ ngàn mắt. Đây là vị quỷ dương có 1.000 con mắt. Tuy nhiên 1.000 con mắt của quỷ dương này thì không nằm trong 1.000 bàn tay như của thiên thủ thiên nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát. Cũng có một loài quỷ toàn thân mọc tu tủa ra rất nhiều sừng giống như sừng trâu vậy, và trên mỗi cái sừng bén nhọn ấy đều có một con mắt. Thế thì những con mắt của thiên nhãn quỷ dương nằm ở vị trí nào? Một con mắt của quỷ dương nằm trong một hốc xương, ngay chỗ xương lõm hoàn toàn không có thịt, cho nên toàn thân quỷ dương là những con mắt lọt thỏm vào trong, khiến quý vị thoáng nhìn thì thấy chớp sáng nhấp nháy như ánh đèn pin vậy. Đạm thú quỷ dương, chúa là quỷ ăn thịt thú vật. Vị quỷ dương này chuyên môn ăn gì? Chuyên môn ăn thịt thú vật. Ăn thịt của loài thú vật nào? Loài thú nào hung dữ, lợi hại như loài cọp chẳng hạn thì đạm thú quỷ dương ăn thịt của loài thú đó. Phụ thạch quỷ dương, chúa là quỷ giác đá. Vị quỷ dương này phô trương sức lực của mình bằng cách giác trên lưng một tảng đá lớn nặng tới mấy vạn cân, và khi thấy tội nhân đến thì liền đem tảng đá này đè lên mình tội nhân, khiến toàn thân người tội bị dẹp lép như cái bánh chiên. Chủ hao quỷ dương, hao nghĩa là hao tán, hao tổn. Ách hao là tin buồn, tin xấu. Chủ hao quỷ dương chỉ đưa toàn những tin không tốt tới cho quý vị.
Ví dụ trong lúc quý vị ngủ, quý dương có thể báo mộng hỏi quý vị có biết rằng ngày mai quý vị sẽ chết hay không, và cho biết quý vị chỉ còn sống được tới ngày hôm nay nữa thôi. Chủ hao quý dương chuyên mang đến cho quý vị những tin xấu, khiến quý vị gặp ác mộng, chiêm bao thấy những điều không tốt. Chủ quà quỷ dương, chú quỷ chủ về tai quà. Vì quỷ dương này chẳng những chuyên đưa tin xấu mà còn mang lại cho quý vị những tai quà rủi ro như bị xe đụng, đắm thuyền hoặc rớt máy bay. Chủ thực quỷ dương, chú quỷ chủ về ăn uống. Mỗi ngày quý vị ăn những thức ăn gì đều có sự quy định trước cả. Những điều mà trước kia tôi giảng có liên quan đến vị chủ thực đều là có thật. Hôm nay quý vị sẽ được ăn món gì, dùng những thức gì để nấu, rồi ngày mai đáng phải ăn món gì, thức gì, tất cả đều được quy định trong sự âm thầm lặng lẽ, đều có sự phân phối sắp đặt cho quý vị. Chủ tài quỷ dương, chú quỷ chủ về tài lộc. Như hôm nay mà có người đến cúng dường cho tôi, đó là do chủ tài quỷ dương đã âm thầm mách bảo người ấy. Những điều này đều có sự liên quan với nhau. Thật đấy, điều này không mảy may sai chạy. Như những việc ở thế gian, chẳng có việc gì là có quả mà không có nhân. Do đó hiện nay quý vị làm đệ tử của tôi cũng là do trước kia đã trồng cái nhân này, chứ không ai có thể ép buộc được chuyện nhân quả. Bác bỏ nhân quả, không thừa nhận nhân quả, đó là điều vô cùng nguy hiểm. Vì vậy quý vị chớ nên không tin nhân quả. Chủ xúc quỷ dương, chú quỷ cai quản xúc vật. Vì quỷ dương này cai quản hết thảy các loài vật nuôi trong nhà. Chủ cầm quỷ dương, chú quỷ cai quản loài chim. Vị quỷ dương này là cai quản tất cả loài chim muông. Chủ thú quỷ dương, chú quỷ cai quản loài thú. Ở trên có đề cập tới chủ xúc quỷ dương là vị chú quỷ chuyên cai quản xúc vật. Xúc là xúc vật, và gồm có xúc vật nuôi trong nhà, gia súc, và xúc vật sống ở đồng quan, giả súc. Còn bây giờ là nói về chủ thú quỷ dương, tức là vị chú quỷ chuyên cai quản thú vật. Thú thì đa số là thú vật sống ở đơn quan giả, giả thú, chứ không có gia thú, tức thú vật nuôi trong nhà. Ở phương Đông có núi Lưu Ly, trên núi này có vị chủ thú quỷ dương. Thế ông ta cai quản những loài thú nào? Đó là loài cọp, thỏ và trồng. Ở phương Nam thì có núi Pha Lê, và vị chủ thú quỷ dương ở đây cai quản loài rắn, ngựa và dê. Ở phương Tây thì có núi Bạch Ngân, vị quỷ dương của núi này cai quản loài khỉ, gà và chó. Ở phương Bắc thì có núi Quỳnh Kim, trên núi toàn là vàng Quỳnh Kim. Thế nhưng quý vị chớ nên đến đó khai thác mỏ vàng, vì núi đó không phải là nơi người ta có thể đào lấy vàng như núi vàng Cựu Kim Sơn hoặc Tân Kim Sơn được. Và vì là núi vàng bất động nên không ai có thể đến đó. Trên núi lại có vị chủ thú quỷ dương chuyên cai quản các loài heo, chuột và trâu bò. Như vậy chủ thú quỷ dương và chủ cầm quỷ dương cai quản các phương khác nhau. Mỗi vị đều có khu vực giới hạn riêng và đều làm chủ tể các loài khác nhau. Chủ mị quỷ dương, chú quỷ cai quản loài yêu mị. Mị tức là lị mị, vọng lượng. Chủ mị quỷ dương là vị chú quỷ chuyên cai quản loài lị mị, vọng lượng, thường tác quai tác quái ở chốn núi rừng. Trong phần đệ tam hội của chú Lăng Nghiêm có những câu: Ra xà bà dạ, chủ ra bạc dạ, A kỳ ni bà dạ, Ô Đà Ca bà dạ, Tỳ Sa bà dạ, Xá Tát Đa Ra bà dạ, Bà Ra Chức Yết Ra bà dạ, Độc Sát Xoa bà gia. Đó đều là tên của các vị quỷ dương cai quản loài lị mị vọng lượng. Chủ xã quỷ dương, chú quỷ cai quản về sự sinh sản. Đây là vị quỷ dương chủ tể trong coi việc sinh nở của con người. Nếu sản phụ là người hiền lành lương thiện thì khi lâm bồn, chủ xã quỷ dương sẽ khiến cho việc sinh nở của người ấy được bình yên thuận lợi. Còn nếu là người hung ác thì sẽ bị quỷ dương gây khó dễ, làm cho đau đớn hoặc sanh không được. Trong sự vô hình, quỷ dương âm thầm răng dạy và khiến cho người sản phụ sinh tâm giác ngộ, biết hướng thiện và sửa đổi tánh nết. Chủ mạng quỷ dương, chú quỷ cai quản về sinh mạng. Tất cả những sinh mạng có khí huyết đều do vị quỷ dương này trông coi. Chủ tật quỷ dương, chú quỷ cai quản về tật bệnh. Bất cứ bệnh tật gì mà con người mắc phải đều do vị quỷ dương này cai quản. Chủ hiểm quỷ dương, chú quỷ cai quản về sự nguy hiểm. Vị quỷ dương này làm chủ tể trong coi những việc nguy hiểm đáng sợ.
Tam Một Quỷ Dương, chúa loài quỷ ba mắt. Vì quỷ dương này có ba con mắt, vậy ba con mắt này nằm ở vị trí như thế nào? Con mắt này thì khác với con mắt trời, thiên nhãn của ngũ nhãn lục thông. Quỷ dương này có một con mắt nằm ngang ở giữa, còn hai con mắt kia thì nằm hai bên. Ba con mắt này hợp lại thành một hình tam giác. Quý vị đã từng trông thấy lần nào chưa? Tứ Một Quỷ Dương, chúa loài quỷ bốn mắt. Vì quỷ dương này có bốn con mắt nằm ở bốn phía, làm thành một hình vuông. Nói chung, những con mắt này sắp xếp rất kỳ quái, chứ không giống như ngũ nhãn của bậc Bồ Tát, khiến người ta nhát trông thấy là khiếp sợ ngay. Ngũ Một Quỷ Dương, chúa loài quỷ năm mắt, lại có loài quỷ dương có đến năm con mắt. Kỳ Lợi Thất Dương, Kỳ Lợi Thất Dương thì ở phương Nam và trong coi về lửa. Đại Kỳ Lợi Thất Dương, đây là vị quỷ dương cai quản những ngọn lửa lớn đại quả. Kỳ Lợi Xoa Dương, Đại Kỳ Lợi Xoa Dương. Kỳ Lợi Thất Dương thì ở phía Nam, xa hơn nữa về phía Nam có một ngọn núi và Đại Kỳ Lợi Xoa Dương làm quỷ dương ở núi đó. Anatra Dương, Anatra vốn là con trai của Tứ Đại Thiên Dương. Anatra Dương cũng là một vị hộ pháp, tuy ở trong loài quỷ song không thuộc về quỷ, cho nên gọi là Anatra Dương. Đại Anatra Dương, ngoài ra còn có những vị đại quỷ dương như thế, mỗi vị cùng với trăm ngàn tiểu quỷ dương. Lúc trước khi giảng về tiểu quỷ, tôi đã có nói rằng có quỷ lớn thì cũng có quỷ nhỏ, và chú quỷ cũng có bà con quyến thuộc như quỷ mẹ, quỷ con, quỷ cháu, quỷ chắt. Những vị đại quỷ dương kể trên, mỗi vị đều dẫn theo đông đảo tiểu quỷ dương. Họ đều cư ngụ ở cõi Diêm Phù Đề, ai nấy đều có chức trách, đều có phần chủ trì riêng. Tất cả có đến cả trăm ngàn vị. Họ đều trú ngụ ở cõi Nam Diêm Phù Đề, và vị quỷ nào cũng đều có phận sự và quyền làm chủ tể của vị quỷ đó. Mỗi người đều có quyền lực riêng của con người, thì quỷ cũng có quyền lực riêng của loài quỷ. Kinh Văn. Các vị quỷ dương đó cùng tới Diêm La Thiên Tử, nương quay thần của Đức Phật và quay lực của Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, đồng lên đến cung trời Đao Lợi và đứng qua một phía. Bây giờ Diêm La Thiên Tử quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con cùng các vị quỷ dương nhờ nương quay thần của Đức Phật và quay lực của Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát mới được đến đại hội nơi cung trời Đao Lợi này, mà cũng là chúng con được thiện lợi vậy. Nay con có chút việc nghi ngờ, dám bạch hỏi Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn từ bi tuyên thuyết. Lược giảng. Các vị quỷ dương đó cùng với Diêm La Thiên Tử, nương quay thần của Đức Phật và quay lực của Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, nhờ vào quay đức và sức thần thông của Phật cùng quay lực của Bồ Tát Địa Tạng, quay lực của vị Đại Bồ Tát này cũng chính là sức thần thông diệu dụng mà tất cả những quỷ dương kể trên cùng với vua Diêm La có thể đồng đến cung trời Đao Lợi, tức cõi trời 33, và đứng qua một phía. Ha ha ha, 问三摩地娑。